Chuyện vàng cổ từng đấy, giọng đọc Ngọc Hiếu đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Bèo Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đã hữu đã lắng nghe. Tập 323. Chặn giết Thanh Vương ngũ bộ. Đáng tiếc, thời điểm hắn cách Thường Cổ Thông còn hơn 10 trượng, một mảnh ma khí màu đen bạo phát ra, chấn thân thể Thường Cổ Thông chia năm xẻ bảy, hóa thành khối vụn. Yêu Tuyệt Vương vội vàng lấy ra một tiểu thuận màu đỏ thẫm, nhấn về phía trước một cái. Âm ầm, tiểu thuận biến thành cự thuận liệt diễm, ngăn trở trước người Yêu Tuyệt Vương và chạm với hắc khí. Yêu Tuyệt Vương xuyên thấu qua cự thuận nhìn về phía trước, chỉ thấy trong tay Thường Phượng nâng một cái ma hồ. Từ trong ma hồ bay ra một ma ảnh hình thái giống như hồ điệp. Ma ảnh này chỉ phun ra một ngụm ma khí, liền giết chết một vị thánh vương ngũ bộ. Có thể nghĩ nó khủng bố vực nào. Các người luyện thánh hồn của Thiên Vũ Ma Tôn vào một cái am để các người sử dụng, thật đúng là ác độc. Yêu Tuyệt Vương nghiến răng nghiến lợi, độ khí đằng đằng. Thiên Vũ Ma Tôn là một vị cường giả của Thiên Hỏa Ma Điệp tộc, tu vi chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới đại thánh cảnh. Cho dù luyện thành một chiến hồn, thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Lấy tu vi thánh vương bát bộ của Yêu Tuyệt Vương cũng có chút kiên kỵ. Hôm nay kẻ ngăn ta phải chết. Thường Phượng tay cầm Thiên Vũ Ma Hồ lao về phía đại môn của Bách Hoa Cung. Chạy đi đâu? Trong miệng Yêu Tuyệt Vương phun ra một ngụm thanh khí, giống như thổi một cơn gió lớn. Lập tức 54 gọn thanh đăng lơ lửng ở giữa không trung đều tản mát ra thiên văn hủy diệt kình, đối thành một mảnh, đồng thời trước áp xuống. Đây là một bộ thanh đăng, toàn bộ đều là thiên văn thanh khí phẩm cấp rất cao. Đồng thời thi triển ra bố trí đăng trận, đủ để làm cho thánh vương cựu bộ cảm thấy đau đầu. Phốc, đăng trận còn chưa hoàn toàn đè xuống, Thương Phụng đã bị trấn áp đến phun máu tươi. Lão thư phụ Yêu Tuyệt Dương này thật lợi hại, coi như trong tay ta nắm giữ Thiên Vũ Ma Hồ, đoán chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Trên người Thương Phượng thừa nhận áp lực cực lớn, tóc trên đầu bị đăng trận luyện hóa thành giọt nước màu đen, ngay cả làn da cũng bắt đầu hóa thành huyết thủy. Ầm ầm, sau lưng Thương Phượng mà đánh ra một đạo ma khí ngập trời, đánh xuyên đại trận phòng ngự của Bách Hoa Cung. Trên tường ánh sáng của trận pháp xuất hiện một lỗ thủng đường kính mấy trượng. Thấy cảnh này, Thương Phượng lộ ra nét mừng, đói. Thiên Vũ Ma Tôn thay bản đế tử gan trở Yêu Tuyệt Vương. Bản lùi về phía sau, đôi cánh bướm to lớn triển khai đối kháng đăng trận của Yêu Tuyệt Vương. Thường Phượng thoát ly đăng trận áp chế, lập tức thi triển thương pháp xuyên qua lỗ thủng, bỏ chạy ra ngoài môn của Bách Hoa Cung. Gan hắn lại, không thể để cho hắn đào tẩu. Yêu Tuyệt Vương hét lớn một tiếng. Thiên Hỏa Vương, Thuật Dược Vương, Tình Lập Văn đồng thời đánh ra thủ đoạn công kích, toàn bộ đều đánh về phía lỗ thủng trận pháp kia, đánh vào lưng Thường Phượng. Lồng ánh sáng trên người Thường Phượng bị đánh cho từng tầng sụp đổ. Thuật Dược Vương hóa thành lưu quang, lách ra đăng trận và ma ảnh, xuyên qua lỗ thủng trận pháp đuổi theo. Sau một lúc lâu, Yêu Tuyệt Vương sử dụng đăng trận trấn áp lại ma ảnh, nhìn về phía Thuật Dược Vương từ bên ngoài trở về, hỏi: thu thập được hắn không? Sắc mặt của Thuật Dược Vương tái nhợt, lắc đầu nói: trong tài quán đám như hạt giống của Chân Huyền Thanh Hoa, trong giây mắt xông ra Bát Hoa Cung liền mất đi thân ảnh. Đáng giận! Yêu Tuyệt Vương hung hăng dậm chân, chấn hưng phương đường Bách Hoa Cung lay động. Tiên Lập Văn hít một hơi. Ai cũng không ngờ trong tay của hắn đắm giữa hạt giống của Chân Huyền Thanh Hoa, trong nháy mắt xông ra Bách Hoa Cung liền bước đi thân ảnh. Đáng giận! Yêu Tuyệt Vương hung hăng dậm chân, chấn hưng phương đường Bách Hoa Cung lay động. Tiên Lập Văn hít một hơi. Ai cũng không ngờ Thường Phượng lại không chế thanh hồn của Thiên Vũ Ma Tôn. Nếu không lấy cường độ đại trận của Bách Hoa Cung bằng tu di thánh dương ngũ bộ quán, làm sao cũng phá được. Bởi vì trưởng lão trong Bách Hoa Cung không có phát giác được, chính là trong giây mắt Thường Phượng xông ra lỗ thủng trận pháp. Ngoài trừ Thường Dục Vương còn có hai nhân ảnh trước một bước lao ra, chỉ bớt quá hai người đuổi theo ra kia đều sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù, bọn hắn mới không có phát giác được. Một người trong đó chính là Trương Nhật Trần sử dụng Phật Châu ẩn giấu khí tức. Kỳ thực Trương Nhật Trần vẫn luôn giấu ở chỗ tối quan chiến, vốn cảm thấy đám người Yêu Tuyệt Vương chiếm hết ưu thế, Thường Phượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên căn bản không có nghĩ tới muốn xuất thủ. Thẳng đến trông thấy Thường Phượng chạy ra Bát Hoa Cung, Trương Nhật Trần mới lập tức đuổi theo, quyết không cho phép đối phương còn sống rời đi. Về phần một bóng người khác thì đuổi sau lưng Trương Nhật Trần, cho dù là lấy từ thực lực cấp 55 của Trương Nhật Trần cũng không có phát hiện đang đi theo. Thường Phượng bị thương cực nặng, toàn thân không ngừng chạy ra thanh huyết, may mắn mang theo hạt giống cho huyện Thanh Hoa. Theo Thanh Hoa nở rộ, hình thành một huyện cảnh hư vô, che giấu thân hình và khí tức của hắn, mới vô diễm được Thuật Dược Vương trốn thoát. Yêu Tuyệt Dương, Thuật Dược Dương, Thiên Hỏa Dương, mối thù ngày hôm nay bản đi tự nhất định sẽ báo trở gì. Hai mắt của Thường Phượng có ma diễm đang thiêu đốt,
trên người lại đau đớn, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chuyên chọn con đường ngựa thưa thớt, lao về phía Âm Dương Điện. Đột nhiên, Thuần Phượng ngừng bước, hai mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam tử nhân loại mặc áo trắng ngang ở trên con đường hắn phải đi qua, đang dùng ánh mắt sắc bén theo dõi hắn. Là ngươi? Nam tử ngăn đường đi của Thuần Phượng tự nhiên là Trương Dực Trần. Trong mắt Thuần Phượng tràn đầy không hiểu, nhìn không được nhìn Trương Huyền Thanh Hoa sinh trưởng ở trong lòng bàn tay, lần nữa nhìn chằm chằm qua. Trương Huyền Thanh Hoa ngưng tụ thanh huyền cảnh, đồ đã giấu giếm được thanh dương nhất bộ, ngươi làm sao có thể thấy được ta, làm sao có thể phát hiện được ta? Trương Dực Trần một tay cầm trồ biêu của kiếm, một tay cầm dịch hoàng cúc trượng, thản nhiên nói: Vô luận huyền thuật của ngươi lợi hại hơn nữa, cuối cùng vẫn ở trong không gian. Không gian? Thường Phượng phóng ra tư thực lực dò xét bốn phía, xác định không có tu sĩ khác theo sau, mới cười một tiếng. Người quả thật chính là Trương Dực Trần. Ha ha, thật tốt, giống ở trong Bách Hoa Cung, đó không chắc người còn có thể sống thêm mấy ngày, tại sao phải đến chịu chết chứ? Âm ầm, trong cơ thể Thường Phượng một cổ thanh uy bàng bạc bạo phát ra, thân thể như đồng hóa thành thanh sơn, hai mắt giống như hóa thành nhật nguyệt, từng đạo thanh khí như giang hà lưu động. Đó là uy thế của Thánh Vương Ngũ Bộ. Tóc và tay áo trên người Trương Dực Trần bay lên, thân thể như một chiếc thuyền con trong biển rộng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thánh lực của Thường Phượng xé rách. Trong hai con người của Thường Phượng có ma diễm đang thiêu đốt, cười nói: Chỉ là một nửa bước thánh dương cũng dám đến chặn giết một vị Thánh Vương Ngũ Bộ, chẳng lẽ ngươi không biết, coi như Thánh Vương Ngũ Bộ bị thương nặng hơn nữa, muốn giết chết một vị nửa bước thánh dương cũng như bóp chết một con kiến sao? Đáng tiếc ta không phải con kiến. Trương Dực Trần triển khai lĩnh vực không gian bao phủ khu vực phương viên trăm trượng, khiến cho nơi đây và ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Nhìn thấy Trương Dực Trần cử động khác thường, Thường Phượng lộ ra thần sắc cẩn thận, lo lắng quậy muốn nổi lên, thế là ra tay trước, cách không đánh ra một trảo ấn. Cho dù bị trọng thương, thực lực của Thường Phượng bây giờ cũng không thể coi thường. Trảo ấn này đủ để trấn sát Thánh Vương Nhị Bộ. Một đầu khác, thanh khí trong cơ thể Trương Dực Trần vận chuyển, trong miêu của kiếm hiện ra vạn đạo minh văn, kiếm xuất vô hối. Bộ kiếm này, Trương Dực Trần không chỉ vận dụng kiếm thức đại viên mãn, còn điều động 93 đạo khí tức chân lý hòa tan vào, khiến cho uy lực của kiếm chiêu tăng lên gấp 4. Bành bành, tiếng độ liên tiếp vang lên, lực lượng mạnh mẽ chấn động ở trong tinh vực không gian. Đường đi dưới chân hai người sẽ rách thành mảnh vỡ, lưu lại mấy chục vết kiếm, nhìn thấy mới giật mình. Trong biểu cổ kiếm đánh đá trảo ấn của Thường Phượng, hóa thành từng đoàn ba diễm rơi trên mặt đất, đốt thành hối dung nham lít nha lít nhít. Bất quá Trương Dực Trần cũng bị lực lượng của trảo ấn chấn lui về phía sau mấy chục trượng. Đỡ ngồi trên mặt đất, giảm xuống trọng tâm, thân hình mới đứng vững. Trên mặt Thường Phượng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, coi như vừa rồi một trảo kia chỉ tiện tay công ra, nhưng cũng không phải một vị nửa bước thánh vương có thể chống đỡ được. Khó trách có thể trở thành thánh giả công đức bạn đệ nhất dương, quả nhiên là rất bất phàm. Thường Phượng trở nên nghiêm túc lên. Trương Dực Trần chậm rãi đứng dậy, nhìn vết máu trong tay phải, nơi đó truyền ra đau đớn kịch liệt. Hắn lầu bầu nói: Tu vi chênh lệch còn quá lớn, bằng vào cường độ nhục thân của ta hiện tại, cùng ngươi liều mạng một kích, vậy mà bị một chút thương thế. Biết tu vi chênh lệch lớn, nói rõ ngươi vẫn có một ít tự mình hiểu lấy. Trên người Thường Phượng bạo phát ra thánh lực tăng cường mấy lần, ma diễm màu đen thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ trong lĩnh vực không gian nhanh chóng kéo lên. Trương Dực Trần tự nhiên sẽ không cuồng vọng cho rằng lấy tu vi hiện tại của hắn liền có thể đối kháng Thánh Vương Ngũ Bộ. Vừa rồi Thường Phượng xem thường Trương Dực Trần, tùy ý đánh ra một kích liền muốn trấn áp hắn, cho nên Trương Dực Trần mới muốn kiểm tra lực lượng của mình bây giờ, cùng Thường Phượng liều mạng một kích. Bành! Trương Dực Trần nhấc lên dịch hòa cốt trượng cắm trên mặt đất, bàn tay đặt ở trên đầu lâu, điều động tinh thần lực rót vào. Dung nham minh hòa trưởng, nhiệt độ ba diễm lần lượt kéo lên. Đại địa dưới chân bị dung luyện thành giọt nước màu vàng, hai tay kết thành trường ứng, khi thế mạnh mẽ đánh ra. Làn da của Trương Dực Trần bị ma diễm đương đến có chút đau rát, trong miệng hô lên: Dịch Hoàng, thức tỉnh đi! Hoa! Dịch Hoàng cốt trượng tản mát ra khí âm hàn, đồng thời đứng thẳng lên, hóa thành một bộ xương màu đen to lớn. Ở mi tâm của bộ xương màu đen khảm đạm một viên xá lợi tử màu vàng, tản mát ra khí tức thượng thánh, lực lượng tà ác và thượng thánh đang vào một chỗ. Bộ xương màu đen vỗ cho một chưởng, đánh cho chưởng lực của Thường Phượng chảy ngược quay về. Bành! Thường Phượng không thể ngăn được chưởng lực của bộ xương màu đen, bị đánh lui mấy chục bước. Hắn vốn trọng thương là bị trọng kích như thế, lực tức áp chế không đổ thương thế, trong miệng ho ra thanh huyết. Đây là dịch hoàng cốt trượng của Hung Dương. Sắc mặt của Thường Phượng trở nên khó coi, lại lắc đầu nói: Không đúng, dịch hoàng cốt trượng không có lợi hại như vậy. Dịch hoàng cốt trượng hoàn toàn chính xác không có lợi hại như vậy, thế nhưng ta lợi trên cốt trượng khảm đạm một viên Phật đế xá lợi,
tự nhiên sẽ lợi hại như bây giờ. Trương Nhật Trần cầm trộm yên cổ kiếm, đi theo phía sau bộ xương màu đen, lần nữa dẫn động minh văn trong kiếm. Dịch Hoàng cốt trượng là do đầu lâu và cuộc sống của một vị đại thánh luyện chế thành, đồng thời trong đầu lâu còn bảo tồn một sợi thánh hồn của đại thánh. Lúc đầu chỉ có thể phát huy ra lực lượng của thánh vương tam bộ, nhưng sau khi Phật Đế Sa Lợi Khám đạp vào, uy lực của Dịch Hoàng cốt trượng chỉ sợ đã có thể đối kháng thánh vương tứ bộ đỉnh phong, chiến lược vượt xa Trương Nhật Trần. Bộ xương màu đen công phạt về phía Thường Phượng, đánh ra một trường ứng, trong trường ứng đang xen từ phật văn màu vàng, ẩn chứa lực lượng vừa chính vừa tà. Thường Phượng bị đánh lui, trong lòng cực kỳ bi khuất. Nếu như không bị Yêu Tuyệt Vương đánh trọng thương, bằng tu vi của hắn muốn trương áp bộ xương màu đen và Trương Nhật Trần đâu phải việc khó. Hơn nữa vì ngăn trở một kích sau cùng của Thường Dực Vương và Thiên Hỏa Vương, Thường Phượng đã dùng hết tất cả bảo vật hộ thân. Hiện tại hắn mỗi ngăn cản một kích, thân thế trên người sẽ tăng thêm một phần. Chỉ cần làm thịt Trương Nhật Trần, Dịch Hoàng quốc trượng sẽ thành tổ dực. Thường Phượng không còn đi liều mạng với bộ xương màu đen, thi triển ba tung bộ vọt tới giữa hai chân khô lâu, một chưởng đánh về phía Trương Nhật Trần. Lực lượng của một chưởng này so với chưởng lúc trước cường đại gấp ba trở lên. Cho dù Trương Nhật Trần lợi hại hơn nữa, bị một chưởng này đánh trúng, coi như không chết cũng trọng thương. Thế nhưng để Thường Phượng buồn bực là Trương Nhật Trần không có liều mạng với hắn, ngược lại sử dụng không gian đa di xuất hiện ở phía sau hắn, một kiếm vung chém xuống. Muốn chết! Thường Phượng trở tay đánh ra một chưởng ngăn cản trong yên của kiếm. Ầm ầm, thanh âm kim thạch va chạm vang lên, Trương Nhật Trần bay rớt ra ngoài, rơi xuống trên đỉnh đầu của bộ xương màu đen, toàn bộ cánh tay đau đến run rẩy. Không có cách, tu vi của Thường Phượng quá thâm hậu, tay không cũng có thể ngăn trở trong yên của kiếm. Lực lượng như vậy để Trương Nhật Trần theo không kịp. Thường Phượng lại càng thêm nổi nóng, lấy tu vi thánh vương ngũ bộ quán vậy mà không làm gì được một nửa bước thánh vương, để trong lòng hắn phát điên, càng muốn nghiền chết Trương Nhật Trần. Mặc kệ, coi như dẫn đồng thương thí cũng phải trấn sát Trương Nhật Trần. Lúc trước Thường Phượng lo lắng vận dụng lực lượng quá mạnh sẽ để cho thương thế của mình tăng thêm, lưu lại ám thương vĩnh viễn không thể khép lại, cho nên một mực áp chế tu vi ở dưới thánh vương ngũ bộ. Hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy, bởi vì không sử dụng lực lượng thánh vương ngũ bộ, hắn căn bản giết không được Trương Nhật Trần. Chỉ có giết Trương Nhật Trần, lập xuống công lao cực lớn, trở lại hắc ma giới, hắn mới có thể có địa vị rất cao. Nếu không, hắn một đội ứng quanh năm tìm phục ở trong thiên nhị giới, ở hắc ma giới không có bằng hữu và căn cơ, sau khi trở về thời gian sợ rằng sẽ cực kỳ khổ sở. Trương Nhật Trần phát giác được khí tức trên người Thường Phượng càng ngày càng mạnh mẽ, lập tức chuyển bộ xương màu đen công kích qua. Đồng thời hắn vỡ ra 144 khiếu toàn thân, vô số thanh khí từ trong cơ thể tuôn ra, kích phát lực lượng của Bách Thánh Huyết Hải. Hoa, 100 thanh ánh bay ra, đứng ở từng phương vị như chúng tinh phủ nguyệt, bảo hộ Trương Nhật Trần ở trung tâm. Mỗi một thánh ảnh đều có tu vi triệt địa cảnh. Bách Thánh Huyết Hải hết thảy có 8 tầng lực lượng, phân biệt đối ứng 8 cảnh giới của thánh giả: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, huyền hoàng cảnh, triệt địa cảnh, thông thiên cảnh, chân cảnh, chí cảnh. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhật Trần, nhiều nhất chỉ có thể kích phát ra lực lượng tầng thứ 6. Nhưng kích phát ra lực lượng tầng thứ 6 như có 100 vị thánh giả thông thiên cảnh gia thân, đủ để áp chế toàn thân hắn, khó mà đồng đậy. Ngược lại, kích phát ra lực lượng cấp 5, 100 triệt địa cảnh gia thân, Trương Nhật Trần vẫn còn có thể bộc phát ra tốc độ tương đối nhanh. Ầm ầm, Thường Phượng dẫn động lực lượng của thánh vương ngũ bộ, một cước đạp ra ngoài, một tầng khí lãng thật dày từ trên mặt đất lan tràn qua, chấn động đến bộ xương màu đen và Trương Nhật Trần đứng không vững. Bành, Thường Phượng đánh vào ngực bộ xương màu đen một quyền, đánh cho hắn bay ra ngoài. Nhưng cổ này Trương Nhật Trần ngưng kết bát thánh chi lực, như một chiến thần bạc huyết giáp, hai tay cầm trùm yên của kiếm chém về phía Thường Phượng một kích. Lực lượng một kiếm này cũng không tệ lắm, nhưng còn kém thánh dương tam bộ một chút. Gặp phải bản đế tử, người không khác gì sâu kiến. Thường Phượng một chưởng đặt ở trên kiếm phong, trực tiếp bắt lấy trùm yên của kiếm, hóa giải tất cả lực lượng của Trương Nhật Trần. Sau đó cánh tay của hắn vung lên, trùm yên của kiếm và Trương Nhật Trần đồng thời văng ra ngoài, hung hăng đánh tới mặt đất. Bất quá Trương Nhật Trần còn không có rơi vào mặt đất, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Lại là không gian đa di. Thường Phượng phát giác được sau lưng truyền đến không gian ba động, lập tức ánh mắt của hắn rung lên, một cước đạp qua, vô vàn đạp trúng mũi kiếm của trùm yên của kiếm, lực lượng mạnh mẽ giống như bà sơn trước áp xuống. Đi chết đi! Thường Phượng lấy tốc độ như chớp giật kết thành một chưởng ấn, đánh về phía đầu lâu của Trương Nhật Trần. Hoa, Trương Nhật Trần lần nữa biến mất, tránh đá sát chiêu của Thường Phượng. Sau một khắc, Trương Nhật Trần xuất hiện cách trường thượng hơn 30 trượng, quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi mấy lần giao phong, có thể nói hiểm lại càng hiểm, cho dù tốc độ chậm được cái sát đa, hắn cũng sẽ bị Thường Phượng giết chết. Cho dù hắn trải qua suy tính tinh vi,
mỗi một chiêu đều thấy tốt thì lấy, lập tức sử dụng không gian đa di đào tẩu, nhưng vẫn bị chứng lực của Thường Phượng chứng đến nội thương. Bộ xương màu đen bò lên, trở lại bên cạnh Trương Nhược Trần, đôi mắt tà khí sâm nhiên. Trương Trần nhìn Thường Phượng. Giờ phút này, Thường Phượng cảm giác thân thể cực kỳ suy yếu, tự như đột nhiên già đua 200 tuổi. Cảm giác suy yếu này so với thương thế trong cơ thể còn làm hắn khó chịu hơn. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt Thường Phượng lộ ra thần sắc kinh khủng, thân thể khe khẽ run rẩy, thậm chí có chút đứng không vững. Không giống Thường Phượng suy yếu, Trương Nhật Trần là chân ý thịnh vượng. Giơ lên trùm yêu của kiếm, nhìn chăm chăm thời gian ân ký trên thân kiếm, thản nhiên nói: là lực lượng thời gian. Lúc trước vài kiếm kia của Trương Nhật Trần căn bản không phải muốn giết Thường Phượng, mà là đánh từng đạo thời gian ân ký lên người Thường Phượng, chém tuổi thọ của hắn, để hắn trở nên suy yếu. Hiện tại đại cục đã định, Trương Nhật Trần mới nói ra bí mật này. Dịch Hoàng, đi thôi, giết hắn. Vô luận là thân thể suy yếu hay thương thế nghiêm trọng trong cơ thể, đều để Thường Phượng cảm thấy lực bức tòng tâm, căn bản vô lực đi chém giết Trương Nhật Trần. Không thấy bộ xương màu đen chém giết tới, sắc mặt Thường Phượng đại biến. Lấy tình trạng của hắn, chỗ nào chống đỡ được tà ma này? Trốn, phải lập tức trốn. Coi như lại không cam tâm, lại bị khuất, lại đau hận, hiện tại cũng nhất định phải trốn. Hoa, trong cơ thể Thường Phượng một đoàn ma khí kích xả ra, hóa thành mấy ngàn con huyết điệp bay vào trong màn đêm. Thân thể của bộ xương màu đen đụng vào đàn bướm, duỗi ra một bàn tay bắt lấy ma điệp lớn nhất ở trung tâm đàn bướm, trực tiếp giật đôi cánh của nó xuống. Trong miệng huyết điệp phát ra tiếng rú thảm, trong lòng biết hôm nay đã trốn không thoát, hét lớn: Trương Nhật Trần, chúng ta đồng quy vô tận. Huyết diệp đang muốn từ bào thanh nguyên, thế nhưng bộ xương màu đen lại phát ra tiếng rống hưng phấn, xương tay trước một bước đâm vào đầu lâu của nó, bong ra thanh nguyên trong cơ thể. Thánh hồn của Thường Phượng không có phân liệt, giống như một con hồ điệp màu đỏ muốn xông ra thanh nguyên đào tẩu. Thế nhưng hồ điệp vừa mới bay ra liền bị bộ xương màu đen bắt được, đút vào trong miệng. Trong miệng bộ xương toát ra một đoàn quỷ hỏa màu xanh lá, luyện hóa thánh hồn của Thường Phượng. Trương Nhật Trần cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, vội vàng vọt tới, cẩn thận quan sát bộ xương màu đen đến cùng đang làm gì. Vậy mà luyện hóa thánh hồn của Thường Phượng, trong đầu lâu phong ấn tàn hồn của đại thánh đã biến thành một tà linh. Tà linh kia hẳn là thuộc về thánh hồn của Thường Phượng, muốn để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Có Phật đế sai lời tự trấn áp, Trương Nhật Trần rất tự tin, bây giờ còn có thể khống chế tà linh kia. Hơi do dự một chút, cuối cùng Trương Nhật Trần vẫn không có ngăn cản đó, muốn xem biến hóa sau này như thế nào. Thánh hồn của Thường Phượng dạy dù mãnh liệt muốn chạy đi, nhưng lại có một cổ hồn lực càng thêm đáng sợ trấn áp hắn. Đại khái qua một khắc đồng hồ, bộ xương màu đen hoàn toàn luyện hóa hấp thu thánh hồn của Thường Phượng, từ trên người đó tản mát ra khí tức tà sát, trở nên đồng đậm hơn rất nhiều. Đôi mắt nhìn về phía Trương Nhật Trần, nhưng một dữ tợn, một bộ muốn khiêu chiến hắn. Khí tức tăng cường không ít, xem ra đã có lực lượng chống lại thanh dương ngụ bộ. Nhưng ta mới là chủ nhân, người muốn khiêu chiến ta hiện tại còn xa xa không đủ. Trương Nhật Trần duỗi ra một bàn tay khống chế vật đế Sa Lợi Tử, lập tức Sa Lợi Tử ở mi tâm tạo bát ra kim bang chói mắt, hoàn toàn bao phủ đó, tịnh hóa khí tức tà sát trên người đó. Đau! Bộ xương màu đen lớn tiếng gầm thét muốn phản kháng. Trương Nhật Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lật một cái, lập tức Sa Lợi Tử trở nên cực kỳ nặng, trấn áp đến bộ xương màu đen quỳ trên mặt đất, không còn dám đi đối kháng Trương Nhật Trần. Thẳng đến sát khí trên người bộ xương màu đen bị tịnh hóa hơn phân nửa, triệt để ăn phần xuống, Trương Nhật Trần mới thu hồi tinh thực lực. Lập tức bộ xương màu đen lại biến thành một cây bạch cốt thánh trượng. Ngay sau đó, bàn tay của Trương Nhật Trần nắm vào trong hư không, bắt lấy thánh nguyên của Thường Phượng. Thánh nguyên lớn như quả đấm, ông ánh sáng long lanh, đồng thời tạo bát ra ma quang màu đỏ như máu, giống như một viên hồng ngọc. Ở trong thánh nguyên lên lửng một chiếc đỉnh lớn chừng ngón cái. Nhìn thấy chiếc đỉnh kia, trên mặt Trương Nhật Trần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đó là Thường Phượng ngừng tụ ra quy tắc thanh khí, đối với tu sĩ được bước thanh vương và thánh vương mà nói có thể xưng chí bảo. Bình thường quy tắc thanh khí sẽ ở trong nháy mắt thanh vương chết đi liền tiêu tán, cho nên nói coi như có thể giết chết một vị thanh vương cũng không thể đạt được quy tắc thanh khí của hắn. Nhưng thời điểm Thường Phượng chết là không kịp phân giải quy tắc thanh khí, ngược lại tiện nghi Trương Nhật Trần. Thánh vương ngụ bộ lưu lại quy tắc thanh khí, giá trị không thể đo lường. Trương Nhật Trần thu thánh nguyên của Thường Phượng vào, tìm kiếm ở trên thi thể Thường Phượng, tìm được ba bảo vật, theo thứ tự là một hạt giống trong huyện Thanh Hoa, một đôi quyền sáo màu đỏ như máu, một cái ma hồn màu đen. Phẩm cấp của đôi quyền sáo kia đạt tới vạn văn thanh khí cấp 2, có giá trị không nhỏ. Chính bởi vì mang theo đôi quyền sáo này, cho nên Thường Phượng có thể tay không ngăn cản trộm yêu của kiếm. Bất quá trên tay Trương Nhật Trần mang theo quyền sáo do bách thánh huyết khải ngưng tụ thành, ngay cả hỏa thực khải giáp cũng tạm thời vô dụng, tự nhiên là không dùng được đôi quyền sáo này. Bởi vậy sau khi luyện hóa thánh lực mà Thường Phượng lộ trong quyền sáo,
Trương Nhật Trừng liền để nó vào không gian giới chỉ. Hạt giống Trương Huyền Thanh Hoa ngược lại là có chút ý tứ, điều động tinh thần lực và thanh khí rót vào có thể hiện ra huyền cảnh. Hơn nữa huyền cảnh còn bị tinh thần lực của tu sĩ khống chế, chỉ cần tâm niệm vừa động, huyền cảnh sẽ xuất hiện biến hóa. Tu sĩ chưa từng tu luyện qua huyền thuật giống như Trương Dược Trừng, sau khi đạt được đó liền biến thành một huyền thuật đại sư. Thường Phượng nói hạt giống Trương Huyền Thánh Hoa hình thành huyền cảnh có thể giấu giếm được thánh nhân thức bộ. Nếu thật như thế, giá trị của hạt giống này chỉ sợ còn trên đôi quyền sao kia. Cuối cùng Trương Dược Trừng giặt lên ba hồ, trải qua một phen nghiên cứu phát hiện ba hồ giống như một kiện mật bảo, thắt lùng rất nhiều minh văn cổ lão, trong đó còn bao gồm minh văn phong ấn, minh văn cấm pháp, minh văn thường hỏa. Thường Phượng chính là từ trong ma hồn này thả ra thánh hồn của Thiên Vũ Ma Tôn. Bất quá thánh hồn của Thiên Vũ Ma Tôn chỉ sợ không phải đối thủ của Yêu Tuyệt Vương, hơn phân nửa đã bị trấn áp. Không có thánh hồn của Thiên Vũ Ma Tôn, ma hồn này chỉ là một cái vỏ bọc, không có bất kỳ giá trị gì. Tà linh trong Dịch Hoàng Cốt Trượng chỉ là một tia tàn hồn của đại thánh Dịch Hoàng mà thôi, cho nên bảo phát ra thực lực xa xa không bằng Thiên Vũ Ma Tôn. Nếu như trong cốt trượng phong ấn là thánh hồn đại thánh hoàn chỉnh, uy lực của Dịch Hoàng cốt trượng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đương nhiên nếu thực như thế, lấy tu vi của Trương Dược Trừng khẳng định là không cách nào khống chế Dịch Hoàng cốt trượng. Trương Dược Trừng thu thi thể của Thường Phượng vào, chuẩn bị giao cho thực thánh hoa hấp thu. Sau đó Trương Dược Trừng lập tức rời khỏi nơi này, đi về phía Âm Dương Điện. Trương Dược Trừng không biết là thời điểm hắn đánh giết Thường Phượng, trong hắc ám bụng mực có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Thẳng đến sau khi hắn rời đi mới có một bóng hình xinh đẹp từ trong bóng tối đi ra lẩm bẩm: "Nguyên lai là thời không truyền dương Trương Dược Trừng, hắn mới được bước thanh dương là có thực lực đánh giết thánh dương ngũ bộ, khó trách dám khiêu chiến Kim Bằng hoàng tử." Bóng hình xinh đẹp màu trắng này vốn là đội theo ra Bách Hoa Cung muốn đánh giết Thường Phượng, lại không nghĩ rằng sẽ phát hiện thân phận của Trương Dược Trừng. Đối với thánh giả công đức bảng đệ nhất dương, chỉ sợ bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ. Bóng hình xinh đẹp màu trắng kia cũng không ngoại lệ. Màn đêm buông xuống cũng không có để thiên đô thánh thị trở nên quạnh quẽ, ngược lại tu sĩ trên đường phố trở nên càng nhiều một chút. Tượng Thần Nguyệt Thần đứng ở bên ngoài Âm Dương Điện, mỹ lệ tuyệt trần, sinh động như thực. Thế nhưng tu sĩ đi qua Âm Dương Điện lại không cảm thấy tượng thương tượng thánh, ngược lại lộ ra nụ cười âm hiểm, ý vị thông trường. Đặc biệt là mấy nữ tử gợi cảm đứng ở dưới tượng thần, dáng người nóng bỏng, dáng vẻ vùng miệng kia càng phá hư sạch sẽ cảm giác thanh khí của tượng thần. Tu sĩ mang theo mũ rộng vành và mặt nạ hoặc sử dụng thánh lực bao phủ toàn thân, đối liền không dứt đi vào Âm Dương Điện. Bọn hắn đều rất cẩn thận, giống như sợ bị tu sĩ quen biết nhận ra. Giờ phút này Trương Dực Trần sử dụng vô hình vô tướng tam thủ lục biến, biến thành dáng vẻ của Thường Phượng, lại mang theo một cái mặt nạ, đứng ở trong bóng đêm quan sát thật lâu, xác định trên người đã không có sơ hở, mới nhanh chân đi về phía Âm Dương Điện. Thế nhưng hắn mới đi đến trung tâm đường cái, liền có một làn gió nhẹ thổi qua, sắc mặt Trương Dực Trần đại biến, vội vàng điều động thánh lực chuẩn bị tránh thoát gió nhẹ đào thoát ra ngoài. Nhưng sức gió kia lại giống như dây tơ vô tận, khi thì mềm mại, khi thì căng cứng, căn bản tránh thoát không ra. Sau cảm giác trời đất quay cuồng, trời gió nhẹ thang đi, Trương Dực Trừng mới phát hiện mình lại trở vào trong hắc ám, đứng ở dưới góc tường đối diện Âm Dương Điện. Người nào? Trương Dực Trừng trước tiên kích phát ra Bách Thánh Huyết Khải, trên bàn tay hiện ra tình diệt thường hỏa màu xanh. Cách đó không xa đứng một nữ tử áo trắng mang theo mạng che mặt, đưa lưng về phía hắn. Trên người nàng tắm rửa quang vũ, từng hạt quan điểm như tinh vân bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Chỉ là một bóng lưng cũng đã đẹp đến làm người ngạc thở, giống như thương ảnh tú lệ trong bức họa, tràn đầy khí tức thần bí và mờ mịt. Kỷ Phạm Tâm. Trương Dực Trừng gặp qua Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm, lập tức nhận ra chủ nhân của bóng lưng kia. Trong lòng Trương Dực Trừng có chút giật mình, Kỷ Phạm Tâm là làm sao phát hiện hắn? Phải biết Trương Dực Trừng rất cẩn thận, không chỉ sử dụng Phật Châu che giấu khí tức, thậm chí ngay cả dung mạo cũng cải biến qua 8 lần, cuối cùng mới biến thành dáng vẻ của Thường Phượng. Nếu như nói Kỷ Phạm Tâm là đánh bậy đánh bạ gặp hắn, thì đánh chết Trương Dực Trừng cũng sẽ không tin. Giải thích duy nhất chính là thời điểm Trương Dực Trừng rời Bách Hoa Cung đã bị đàn để bắt tới, bụng đường theo phía sau của hắn mà hắn lại không có chút phát giác nào. Nghĩ đến đây, Trương Dực Trừng tay chân lạnh buốt, đối phương muốn giết hắn chẳng phải là một chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Trương Dực Trừng hết sức khó coi, sau một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại, thu hồi Bách Thánh Huyết Khải và tình diệt thần hỏa. Nếu như đối phương muốn giết hắn thì sớm đã xuất thủ, không đến mức chờ tới bây giờ. Vì sao ngươi ngăn cản ta đi Âm Dương Điện? Trương Dực Trừng nói. Kỷ Phạm Tâm không có xoay người, thanh âm trong vắt nói: Ta là ngăn cản ngươi đi chịu chết. Vì sao nói như vậy?
Trương Nhật Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm nói, cười cho rằng tu luyện thuật biên hóa, thay đổi dung mạo, ẩn dấu khí tức liền tuyệt đối an toàn. Người thấy tấm gương đồng trên đại môn của ông Dương Điện kia không? Đó là ông Dương Kính, có thể khám phá hết thảy nguy trang, bất kỳ tu sĩ nào đều mơ tưởng che giấu tung tích chui vào. Chân dung của ngươi sớm đã được đưa đến ông Dương Điện, không biết có bao nhiêu nhân vật đáng sợ đang chờ ngươi đưa tới cửa. Trương Nhật Trần nhìn về phía ông Dương Điện, quả nhiên ở trên đại môn treo một cái gương bằng đồng đen. Mặc dù nói Trương Nhật Trần rất có lòng tin với vô hình vô tướng tam thập lục biến, nhưng dù sao hắn còn không có tu luyện tới trình độ cao thâm nhất, có thể giấu giếm được ông Dương Kính hay không, thật đúng là một ẩn số. Địa phương tà ác như ông Dương Điện, không biết rắc tội bao nhiêu đại thế giới, lại còn có thể sừng sững ở thiên đô thánh thị, quả nhiên không phải đơn giản như trong tưởng tượng của ta. May mắn có Kỷ Phạm Tâm nhắc nhở, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trương Nhật Trần ý thức được địch nhân của mình đáng sợ bừng đào, quả nhiên là từng bước sát cơ như dậm trên băng mỏng, hơi không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Vì sao ngươi muốn cứu ta? Ân oán giữa ta và ông Dương Điện tổ hồ không có quan hệ gì tới thiên diện giữa các ngươi, chúng ta tổ hồ cũng không có giao tình gì. Ta không tin Bách Hoa Tiên Tử nhất quán cầu người ngàn dặm sẽ ra tay giúp một nam tử dân tộc lạ lẫm. Trương Nhật Trần nói, ai nói không có quan hệ tới thiên diện giới? Kỷ Phạm Tâm chậm rãi quay lại, đôi mắt tinh tú nhìn Trương Nhật Trần. Nhìn thấy đôi mắt mỹ lệ kia, Trương Nhật Trần lập tức nhớ tới ở Thu Hương Các ngẫu nhiên gặp, trong lòng cảm thấy ngoại muốn thốt ra, nguyên lai là ngươi. Thời điểm ở Thu Hương Các đọc qua hồ sơ có quan hệ tới cô lưu giới, Trương Nhật Trần cách giá sách nhìn thấy một đôi mắt tuyệt mỹ làm hắn khắc sâu. Chỉ mất quá lúc ấy đối phương tổ hồ không muốn tiếp xúc hắn, để sa xuống giá liền biến mất không còn tâm tích. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Phạm Tâm, Trương Nhật Trần lập tức phân biệt ra lúc ấy nữ tử đứng ngồi đối diện hắn đọc tư liệu về Tiếp Thiên Thượng Mộc chính là nàng. Tâm tính của Trương Nhật Trần khá trầm bổn, rất nhanh liền trưởng đời lại, trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn. Cân nhắc một phen, Trương Nhật Trần mới dẫn đầu hỏi, việc này có quan hệ gì tới thiên nhị giới? Những tu sĩ khác kia nhìn thấy Kỷ Phạm Tâm cơ hồ đều ân cần đình đoạt, hoặc giả ra bộ dáng rất phong độ, liều mạng tìm cơ hội cùng nàng rút ngắn quan hệ. Mà ánh mắt của Trương Nhật Trần lại rất tự nhiên, thậm chí đối với nàng còn có mấy phần đề phòng, hỏi ra vấn đề trực tiếp chỉ vào điểm mấu chốt. Tiếp xúc người như vậy, Kỷ Phạm Tâm ngược lại cảm giác rất nhẹ nhõm. Tôi này cũng phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Thân thể Kỷ Phạm Tâm tiêu tán, hóa thành một mảnh quang vũ, cuối cùng từng hạt quang vũ chung vùi, hoàn toàn biến mất ở trước mắt Trương Nhật Trần. Trương Nhật Trần đầu tiên là hơi giật mình, sau đó lộ ra ý cười, cái mũi nhẹ nhàng hít hà, tìm hương hoa nhàn nhạt trên người đối phương, đi ra Thiên Đô Thánh Thị, tới biên giới Thiên Đô Sơn. Thiên Đô Sơn là một thánh sơn lơ lửng ở giữa không trung, đứng ở biên giới Thiên Đô Sơn tựa như đứng ở bên vách núi không đáy, phía trước là biển mây mênh mông mịt mờ, trên đỉnh đầu làng hà sa số từ từ sang chói, chung quanh điên tĩnh im lặng, tổ hồ có rất ít tu sĩ sẽ đến nơi đây. Trương Nhật Trần dừng bước lại nhìn biển mây trước mắt, nhìn không được tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới ở Thiên Đô Sơn lại có thể nhìn thấy phong cảnh xinh đẹp như vậy. Phong cảnh mỹ lệ chỉ là biểu tượng, ai biết dưới tầng mây dày đặc ẩn chứa bao nhiêu chân tướng khó coi. Quang vũ hiện ra, ngưng tụ thành thân ảnh của Kỷ Phạm Tâm. Lúc trước không biết Kỷ Phạm Tâm vận dụng thủ đoạn gì lại biến mất vô tung vô ảnh, cho dù Trương Nhật Trần điều động lực lượng không gian cũng không cảm ứng được. Nếu không phải đối phương cố ý lưu lại một tia khí tức, Trương Nhật Trần chưa hẳn theo kịp. Mặc dù nhìn không thấu, nhưng Trương Nhật Trần không có hỏi. Dù sao có thể trở thành lãnh tụ của một cường giới, Kỷ Phạm Tâm có được thủ đoạn siêu việt thường dân dùng biết cũng là chuyện rất bình thường. Đó là lá bài tẩy của nàng, chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết. Kỷ Phạm Tâm mang theo màn che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sóng gợn lăng tăng, thanh lệ nên giống như tiên tử như anh sao, nói: Ông Dương Điện do ba đại thế giới ta đạo không chế, bọn hắn lợi dụng thế lực khổng lồ, không từ thủ đoạn bắt cóc đường tượng mỹ lệ của các đại thế giới, xem như các đàn như hàng hóa, nô lệ, kỹ nữ nuôi nhốt và mua bán, đổi lấy thanh thạch và lợi ích. Trong đó thiên diện giới có không ít thiên chi kiêu nữ gặp nạn, bị bắt nuôi nhốt trong Ông Dương Điện, biến thành công cụ kiếm lấy tài phú cho những tà ma kia. Trương Dương Trần nói: Người từng tiến vào Ông Dương Điện? Kỷ Phạm Tâm lắc đầu nói: Chưa. Như vậy người làm sao biết những thiên chi kiêu nữ kia của thiên diện giới bị cầm tù ở trong Ông Dương Điện? Trương Nhật Trần tuyệt đối không tin tưởng thế gian sẽ có nam tử nào nói cho Kỷ Phạm Tâm mình từng đi qua Ông Dương Điện, cho nên mới hiếu kỳ hỏi như vậy. Đi theo ta. Kỷ Phạm Tâm thả người nhảy xuống Thiên Đô Sơn, biến mất ở trong biển mây. Trên lưng Trương Nhật Trần triển khai một đôi long dực đuổi sát theo, cũng không biết ở trong mây mù bay bao lâu, rốt cuộc rơi xuống đất, đứng ở biên giới một vạn dương thi khanh.
Trong hầm tất cả đều là thi hài nữ tử. Các tộc đều có: Nhân tộc, Hồ tộc, Xà tộc, Long tộc, La sát tộc, Bất tử huyết tộc. Có thi thể đã hư thối, có vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Các nàng áo sát quần banh, người trơ xương, giống như trước khi chết bị tra tấn rất dã man. Trương Nhật Trường che mũi, không muốn ngửi mùi hôi nồng đậm kia, nói: Những thi thể này là sao? Toàn bộ đều từ trong Âm Dương Điện dần chuyển ra. Ánh mắt của Kỷ Phạm Tâm đã thống khổ, lại mang theo lạnh ý, nói: Thi hài của những thiên chi kiêu đồ mất tích ở thiên nhị giới chính là từ trong này tìm được. Ở biên giới Vạn Dương Thiên Khanh có thiết trí cấm trận, bất quá vừa rồi Kỷ Phạm Tâm sử dụng tới thực lực cao tâm bản chất của nàng, mở ra một lỗ hổng của cấm trận. Chính vì thế Trương Nhật Trường và nàng mới có thể đi vào. Nếu không, tu sĩ khác coi như đi tới phụ cận Vạn Dương Thiên Khanh, đoán chừng cũng không thể phát hiện đó, càng không cách nào xâm nhập vào. Nhưng Trương Nhật Trường vẫn còn có chút nghi hoặc, đói: Vì sao Âm Dương Điện không tiêu hủy những nữ thi này, lưu lại những thi thể kia, đối với bọn hắn không có chỗ tốt gì? Kỷ Phạm Tâm đói: Những nữ thi này khi còn sống chứ ít cũng là bán thánh, thậm chí còn có rất nhiều thánh cảnh, dục thể của các đàn cường đại cỡ nào, làm sao có thể hư thối nhanh như vậy? Đúng là có vấn đề. Trương Nhật Trường mở thiên nhãn lần nữa nhìn Vạn Dương Thiên Khanh trước mắt, rốt cuộc phát hiện một chút mạnh khóe. Chỉ thấy trong cơ thể các nữ thi không ngừng tràn ra từng tia thánh lực và huyết khí, hội tụ xuống dưới đáy, rất giống như có đồ vật gì đó đang thu về giá trị sau cùng trên người các nàng. Đó là cái gì? Trương Nhật Trường duỗi ra một tay cách không bắt ra, muốn đi dò xét bí mật dưới đáy Vạn Dương Thiên Khanh. Đừng động! Kỷ Phạm Tâm ngăn cản Trương Nhật Trường, nói: Đó là một dương dược tà đạo của Âm Dương Điện, lợi dụng thánh lực còn sót lại trong những nữ thi kia luyện chế ra một kiện thánh khí tà ác. Đã như vậy, vì sao không lấy đi kiện thánh khí tà ác kia, hủy nơi này? Trương Nhật Trường hỏi. Hủy nơi này, bọn hắn sẽ chỉ làm trầm trọng thêm, sát hại càng nhiều nữ tử, đi chỗ khác sẽ một dạng dương thi khanh. Hơn nữa, hiện tại lấy đi kiện thánh khí tà ác kia chỉ là đả thảo kinh xà. Kỷ Phạm Tâm nói. Trương Nhật Trần cẩn thận suy tư một phen, thu hồi thánh lực, lại nói: Không đúng, không đúng. Nếu những nữ tử này là cây rụng tiền của Âm Dương Điện, không phải dùng để bán đi, chính là dùng để hù hạ những tu sĩ nam tính kia, tại sao lại biến thành thi thể, giúp bỏ vào trong dạng Dương Thi Khanh luyện chế thanh khí tà ác? Kỷ Phạm Tâm hiện nhiên cũng không rõ ra nguyên nhân trong đó, nói: Có lẽ chỉ có tiến vào trong Âm Dương Điện dò xét một phen mới có thể biết nguyên nhân. Trương Nhật Trần đi đến bên cạnh một bộ nữ thi, duỗi ra một ngón tay chỉ vào cổ tay phải của nữ thi, cả người trở nên trầm mặc. Sau đó lại đi đến bên cạnh một nữ thi khác, cũng tinh tế dò xét một phen, liên tiếp dò xét mười mấy nữ thi khác biệt. Trương Nhật Trường mới ngừng lại, nói: Ta biết là nguyên nhân gì rồi. Nguyên nhân gì? Kỷ Phạm Tâm đói. Trương Nhật Trường nghiêm nghị, nói: Âm khí trong cơ thể các đàn xói mòn sạch sẽ, hẳn là thoát âm mà chết. Cái gì là thoát âm? Kỷ Phạm Tâm hết sức tò mò. Nhìn dung da không dính khói lửa trần da kia của Kỷ Phạm Tâm, tự như tiên tự giáng trần. Trương Nhật Trường có chút khó mở miệng, không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Nếu để cho những thần tử, thần tôn truy cầu Kỷ Phạm Tâm kia biết Trương Nhật Trường dạng cho Bách Hoa Tiên Tử bằng thanh ngọc khiết chủ đề thoát âm, chỉ sợ bọn họ sẽ mang theo một đoàn cao thủ bắt Trương Nhật Trường thành tro bụi. Kỷ Phạm Tâm thì một mực nhìn Trương Nhật Trường, nói: Người ẩn tàng bí mật với ta, ta khẳng định cũng sẽ giấu giếm bí mật với ngươi, như vậy chẳng tốt cho ai cả. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Cái gọi là thoát âm chính là nội tử không ngừng giao hợp với nạp tử, túng dục quá độ, âm khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng chết oan chết uổng. Bởi vì tác dụng phụ của hỷ nộ đan, cảm xúc của Trương Dược Trường vốn hỷ nộ vô thường, thời điểm nói ra lời này lại lộ ra dáng tươi cười âm trầm, nhìn Kỷ Phạm Tâm từ trên xuống dưới. Vô sĩ! Kỷ Phạm Tâm là lùng trừng Trương Dược Trường một cái, hóa thành một đạo lưu quang biến mất khỏi Vạn Dương Thi Khanh. Thật không may, tác dụng phụ đáng chết, lung đạo phát tác không tốt, hết lần này tới lần khác ở lúc này ảnh hưởng ta. Trương Nhật Trần chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, trong lòng cực kỳ xấu hổ, lập tức vuốt vuốt mặt mình, khôi phục biểu lộ bình thường, mới đuổi theo Kỷ Phạm Tâm. Kỷ Phạm Tâm trở lại biên giới Thiên Đô Sương cũng không có bởi vì tức giận mà rời đi, giống như ở nơi đó chờ Trương Nhật Trần. Thật xin lỗi, giờ rồi đều là tác dụng phụ của hỷ nộ đan. Trương Nhật Trần đi vào vách đá, thần sắc có chút xấu hổ. Trên người Kỷ Phạm Tâm có khí chất đặc biệt, giống như một gốc u lan lộ ra sức tĩnh mịch. Nàng cùng Trương Nhật Trường bảo trì khoảng cách nhất định, nói: Không sao, cái này không trọng yếu, dù sao chúng ta cũng không quen. Trương Nhật Trường nghe ra được hắn và Bách Hoa Tiên Tử này khoảng cách trở nên càng lớn, trong lòng rất phiền muộn. Rõ ràng
chính đang muốn biết đáp án. Vì cái gì hiện tại còn lộ ra một bộ đang ăn thiệt thòi như vậy hả? Trương Nhật Trần tự nhận là hắn không có đùa giỡn và khinh nhường Bát Hoa Tiên Tử. Trong mặt hồi lâu, Trương Nhật Trần thấy Kỷ Phạm Tâm không có chủ động mở miệng nói chuyện, mới hỏi: "Ta rất hiếu kỳ, lấy tu vi và thực lực của ngươi, vì cái gì không trực tiếp đánh vào ông Dương Điện, cứu những thiên chi kiêu nữ kia của thiên diện giới ra? Hơn nữa, người theo đuổi ngươi nhiều như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, hơi hứa hẹn cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn còn không lập tức đi đánh ông Dương Điện." "Đạo có đơn giản như vậy?" Kiếm Phạm Tâm lắc đầu lại nói: "Phía sau ông Dương Điện có quan hệ lợi ích rất phức tạp, không chỉ dính đến đời thứ thần truyền của chân lý thần điện, thậm chí còn dính đến một cổ thế lực cực kỳ đáng sợ. Những thần tử thần tôn kia cũng không ngu xuẩn, muốn bọn hắn đi đánh ông Dương Điện, bọn hắn khẳng định sẽ trước cân nhắc quan hệ lợi hại trong đó, cho nên bọn hắn không dám đi." Trương Nhật Trần nói. Kiếm Phạm Tâm lâm vào trầm mặc, không có trả lời Trương Nhật Trần, bởi vì ngay cả nàng cũng ước lượng thật lâu, cho tới bây giờ còn không có xuất thủ. Thực lực bản thân ông Dương Điện dùng lợi ích phía sau đó, nên nàng cảm thấy kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Trương Nhật Trần sáng lên, nói: "Ta hiểu được, kỳ thực ngươi cũng không dám đi đánh ông Dương Điện, cho nên mới tìm tới ta. Bởi vì ngươi biết toàn bộ chân lý thiên vực, nếu như còn có một người dám đi đánh ông Dương Điện, người kia nhất định là ta, thánh giả công đức bản đệ nhất nhân Trương Nhật Trần." Kiếm Phạm Tâm không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, thanh lãnh nói: "Ngươi là thượng sứ được Nguyệt Thần lựa chọn ra, tiến đánh ông Dương Điện vốn là sứ mệnh của ngươi. Bất quá..." "Bất quá cái gì?" Trương Nhật Trần hỏi. Kiếm Phạm Tâm nói: "Coi như không có cổ thế lực phía sau bàn kia nhúng tay, bằng sức một mình ngươi muốn đánh ông Dương Điện, cơ hồ là gì không thể nào." Trương Nhật Trần có lòng tự tin rất mạnh, là không phải một quán từ đại. Khiêm Tôn nói: "Đang muốn thỉnh giáo tiên tử, trong ông Dương Điện có những cường giả tà đạo lợi hại nào?" "Đó cho ngươi cũng không sao, nhưng rằng để cho ngươi cân nhắc một chút." Kỷ Phạm Tâm bắt đầu giảng giải, nói: "Ngươi đi đánh ông Dương Điện, tất nhiên sẽ mở ra chúng sinh bình đẳng. Kể từ đó, đối với ngươi ý hiếp lớn nhất chính là cường giả trong Thánh Dương, cùng thiên kiêu trẻ tuổi trên Thánh Giả Công Đức Bảng. Ta trước kể cho ngươi Thánh Dương trong ông Dương Điện. Ông Dương Điện do ba đại thế giới tà đạo nắm giữ, thế giới lực lượng cường đại nhất tên là ông Dương Giới, ở trên dạng giới công đức bảng xếp hạng thứ 372. Hai nhân vật lãnh tụ của ông Dương Giới tên là Liên Hậu và Diệm Dương, thực lực của hai người đều cực kỳ cường đại. Diễn sư Thường Phượng thời kỳ toàn thịnh, đơn độc đối đầu với bất kỳ một người nào trong bọn hắn, ta đều có nắm chắc thủ thắng. Nhưng nếu như hai người bọn họ liên thủ thì triển ra trận pháp hợp kích ông Dương sinh tử trận, coi như ta dùng ra tất cả thủ đoạn, đáng chừng cũng chỉ có thể liều cái tương xứng. Phải biết chân thân của Kỷ Phạm Tâm là một gốc minh cổ chiếu thần liên, chính là sinh linh cực kỳ hiếm thấy trong vũ trụ, thực lực cao thâm mặt trắc, nhưng nàng không có nắm chắc đánh bại Liên Hậu và Diệm Vương, có thể nghĩ hai người kia cường đại cỡ nào. Kỷ Phạm Tâm tiếp tục nói: "Đại thế giới thứ hai tên Hắc Ma Giới, ở trên dạng giới cung đức bảng xếp hạng thứ 891. Nhân vật lãnh tụ của Hắc Ma Giới tên Cung Lân, thực lực của người này không dưới Liên Hậu và Diệm Vương, đồng thời có quan hệ mật thiết với công đức thương điện Thương Tử Hành. Nghe nói Khung Lân mượn nhờ công đức thanh bài hấp thu rất nhiều công đức chi lực rèn luyện ma thể, thực lực sâu không lường được. Thế giới thứ ba tên là Dạng Ta Giới, ở trên dạng giới công đức bảng xếp hạng thứ 1450. Lãnh tụ Dạng Ta Giới tên là Ta Thành Tử, là một gia hỏa cực kỳ âm trầm kỳ dị, có rất ít tin tức nơi ai cùng hắn giao thủ qua, ngược lại không dễ phán đoán được thực lực của hắn. Bất quá đáng nhắc tới là chính là hắn ở dưới đáy Dạng Giới Thiên Khanh. Chính là hắn ở dưới đáy Dạng Nhân Thiên Khanh luyện chế thanh khí tà ác, có thể trở thành nhân vật lãnh tụ của một cường giới. Thời điểm bọn hắn chưa đột phá Thanh Vương, khẳng định là tuyệt đại thiên kiêu trên Thánh Giả Công Đức Bảng. Bây giờ Liên Hậu, Diễm Vương, Khung Lân, Ta Thanh Tử ở trong Thánh Vương cảnh không biết đã đi bao xa, bất luận một vị nào cũng có thực lực dời sông lấp biển. Nếu không mở ra chúng sinh bình đẳng dưới đại thánh, chỉ sợ có ít người kiềm chế được bọn hắn. Trong đầu Trương Nhật Trần hiện ra bốn thân ảnh giống như thường sơn nguy nga, mặc dù còn chưa gặp qua bốn người kia, nhưng bốn người kia đã bắt tinh thần ý chí của hắn. Trương Nhật Trần sờ cằm, như có điều suy nghĩ, hỏi: "Là có cường giả tà đạo nào là nhân vật trên Thánh Giả Công Đức Bảng?" Kỷ Phạm Tâm nói: "Có hai người uy hiếp lớn nhất với ngươi, theo thứ tự là ông Dương Giới, Thanh Lão Gia và Hắc Ba Giới, Triển Ngự. Thanh Lão Gia ở trên Thánh Giả Công Đức Bảng xếp hạng thứ 73, đã vượt qua chân lý chi hải tầng thứ 3. Hơn nữa, rất có thể sợ trước khi đạt tới Thánh Dương Cảnh vượt qua tầng hải dược thứ 4.
chuyển ngự ở trên thánh giả công đức bảng xếp hạng thứ 970, thực lực tương đương Thanh Lão Gia. Ngoài trừ hai người bọn họ, dạng tài giới Tống Thị Tú Quýnh Bụi cũng là một ý hiếp to lớn. Bốn người bọn họ mặc dù không có leo lên thánh giả công đức bảng, nhưng đều có thể chức dương bảng. Bốn người liên thủ, cho dù là Thanh Lão Gia và chuyển ngự cũng phải lui tránh. Trương Nhật Trần rất rõ ràng, nhân vật có thể xếp vào trúng một gà trên thánh giả công đức bảng, thực lực sai biệt cũng không lớn. Nhân vật như Thanh Lão Gia chuyển ngự so với vòng hưu đoán chừng cũng chỉ yếu hơn nửa bậc. Một đối một sinh tử quyết chiến, chênh lệch nửa bậc đương nhiên là chí mạng, nhưng ở trong vây công, chênh lệch nửa bậc tương đương với không có chênh lệch. Bọn hắn mang cho Trương Nhật Trần ý hiếp không thua gì vòng hưu. Trương Nhật Trần nói: ta muốn biết tư liệu cặn kẽ về những người này, bao quát công pháp và thánh thuật tu luyện, thánh khí bọn hắn sử dụng, tính cách của mỗi người, càng rõ ràng càng tốt. Không có vấn đề, trước buổi sáng ngày mai ta sẽ giao cho ngươi. Kỷ Phạm Tâm đang muốn rời đi, đột nhiên lại giống như không đành lòng, do dự một chút cuối cùng vẫn nói: kỳ thực ngươi không cần thiết hiện tại liền đi đánh Âm Dương Điện, hoàn toàn có thể ở trong chân lý thiên dực tu luyện 5-6 năm, chờ tu vi đạt tới thánh dương tam bộ, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Trương Nhật Trường nói: ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, nếu quả như thật không thể làm, ta sẽ chờ đến đột phá thánh dương cảnh lại tính toán sau. Kỷ Phạm Tâm thấy Trương Nhật Trường cực kỳ lý trí, liền khẽ gật đầu một cái, nói: ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, đi đánh Âm Dương Điện, ý hiếp lưng chức không phải như cường giả ta đào kia, mà là trận pháp của Âm Dương Điện, còn có phù lục trong tay những dương vật ta đào kia. Mỗi người đều biết Trương Nhật Trường đã tới chân lý thiên vực, tất nhiên sẽ tiến đánh Âm Dương Điện. Những dương vật ta đào trong Âm Dương Điện kia làm sao có thể không chuẩn bị ứng đối vạn toàn? Coi như ngươi mở ra chúng sinh bình đẳng, rất có thể đối phương đến một tấm phù lục công kích liền có thể giết chết ngươi. Nói thật, ta không coi trọng ngươi chút nào, lấy tu vi của ngươi bây giờ đi đánh Âm Dương Điện, có thể nói thập tử vô sinh. Ngươi đã không xem trọng ta chút nào, vì sao còn chủ động hiện thân cùng ta nói chuyện nhiều như vậy? Trương Nhật Trần hỏi. Kỷ Phạm Tâm đưa mắt nhìn Trương Nhật Trần thật lâu, sau đó nói: chỉ bởi vì chân lý thiên dực đã tìm không ra gia hỏa thứ hai cùng giọng tự đại giống như ngươi, có lẽ cũng chính bởi vì ngươi đủ cùng giọng, không sợ chọc thủng trời, cho nên trong nội tâm của ta còn bảo lưu lại một tia hy vọng. Trương Nhật Trần bất đắc dĩ nghĩ nghĩ, đến cùng là nguyên nhân gì để vị Bách Hoa Tiên Tử thanh khiết vô song này sinh ra đạn không tốt với hắn như vậy? Là bởi vì ở tổ linh giới biểu hiện quá kiêu căng sao? Hay bởi vì đi vào chân lý thiên vực liền giết chết số lớn cường giả vân giới, lập uy quá mức? Trương Nhật Trần tự nhận là trước khi làm chuyện gì đều trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhất định phải có đầy đủ nắm chắc mới có thể xuất thủ, làm sao trên lưng lại mang danh cuồng vọng tự đại. Trương Nhật Trần có chút phản cảm bộ dáng cao cao tại thượng của Kỷ Phạm Tâm, tâm tình sinh ra tức giận, nói: kỳ thực ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Kỷ Phạm Tâm đạm bạc nói. Trương Nhật Trần có chút ác ý, nói: bán thánh và thánh cảnh, âm khí trong cơ thể cực kỳ dày đặc, chỉ là cùng đam tử không ngừng giao hợp cũng không thể thoát âm, cho nên các đàn chết chỉ sợ là có ẩn tình khác. Kỷ Phạm Tâm rất mẫn cảm với đề tài này, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, lạnh lùng trừng Trương Nhật Trần một cái, hóa thành quang vũ biến mất ở trong màn đêm, giống như đang lẩn trốn vậy. Trương Nhật Trần hồi tưởng lại ánh mắt vừa rồi của Kỷ Phạm Tâm, mặc dù đối phương là trường hắn, nhưng trong mắt ngoài trừ lửa giận còn có một tia xấu hổ và ngượng ngùng. Kỳ nghĩ trong lòng Trương Nhật Trần lại sinh ra khoái cảm báo thù. Rất nhanh Trương Nhật Trần áp chế cảm xúc xuống, trở nên bình thản, bắt đầu tinh tế suy nghĩ từng lời lúc trước Kỷ Phạm Tâm nói. Lầu bầu: trận pháp trong Âm Dương Điện còn có phù lục công kích trong tay những tu sĩ tà đạo kia, đích thực là một vấn đề lớn. Sử dụng lực lượng không gian chưa hẳn tranh hết, ta cũng phải có một hai bảo dược hộ thân mới được. Trước kia Trương Nhật Trần ý vào có thể điều động lực lượng không gian, có thân thể mạnh mẽ và bách thánh huyết khải, cho nên căn bản khinh thường sử dụng hộ thân phù. Nhưng lần này tiến đến Âm Dương Điện lại cực kỳ hung hiểm, nhất định phải chuẩn bị thêm vài ác chủ bài. Bành! Trương Nhật Trần vừa mới xoay người liền đâm vào một bức tường vô hình, vô số điện quang tràn ra, đánh thẳng kém chút rớt xuống Thiên Đô Sơn. Bất quá lực lượng của những lôi điện kia đều rất yếu ớt, Trương Nhật Trần không có thụ thương, chỉ là cực kỳ mất mặt. Trương Nhật Trần một chưởng đánh đát vách tường từ lực, trong lòng sinh ra lửa giận. Cái gọi là tiên tử vậy mà lòng dạ hẹp hòi như thế, tâm lý trả thù cũng quá mạnh đi. Chiêu này nhất định là Kỷ Phạm Tâm đang cố ý chỉnh hắn. Nơi xa, Kỷ Phạm Tâm đứng ở trên một cây ngô đồng thụ cao mấy chục trượng, nhìn thấy Trương Nhật Trần tức hổn hển, môi đỏ hơi nhếch lên, tràn đầy dáng vẻ đắc ý.
Đối với kỷ Phạm Tâm ở trong vũ trụ yên tĩnh hắc ám, băng lãnh phiêu bạc không biết bao nhiêu năm mà đói, còn là lần đầu tiên được nghịch thủ đoàn nhỏ đến sửa trị người khác, tự nhiên là cảm giác cực kỳ thú vị. Sử dụng hư Phật Châu do Tây Thiên Phật Giới luyện chế, có thể ngăn cản âm dương kính. Nói ra lời này xong, kỷ Phạm Tâm biến mất ở trên Ngô Đồng Thụ, chân chính rời đi. Một lần nữa trở lại Thiên Đồ Thánh Thị, trong lòng Trương Nhật Trần thầm nghĩ, tác dụng phụ huyễn độ đa quá lớn, cảm xúc trước chạy bị ảnh hưởng, hy vọng không bởi vậy đúc thành sai lầm lớn mới tốt. Trương Nhật Trần đi thanh điếm của thời gian thần điện một chuyến, nhưng lại thất vọng quay về. Thanh điếm kia chỉ có một viên thừa không mà đảo đã bị hắn mua, bây giờ còn không có hàng mới đưa tới. Đối phương để Trương Nhật Trần tiếp tục chờ đợi. Sau đó Trương Nhật Trần đi tới thánh điện của Tây Thiên Phật Giới, chuẩn bị mua hư vọng châu. Trước khi tấn công âm dương điện, khẳng định phải đi vào dò xét một phen. Bởi vậy hư vọng châu là nhất định phải mua. Đồng thời Tây Thiên Phật Giới liền chế phù lục phòng ngự đồng bộ thiên hạ, vừa vặn đi mua mấy tấm. Thánh điện của Tây Thiên Phật Giới tu kiến cực kỳ hùng vĩ, đã có Phật pháp cao ngất, cũng có chùa miếu vàng son lộng lẫy, có từng bảo điện bao phủ trong Phật quang. Trương Nhật Trần cũng không phải lần thứ nhất đến thánh điện này, xe nhẹ đường quen đi vào. Hết tập 323. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.